Sáng 24 tháng 6, với 459 trên 464 đại biểu bấm nút tán thành, Quốc hội thông qua dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024, thay thế luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Nội dung nhận được nhiều quan tâm là quy định về tham dự và hoạt động thông tin, ghi âm, ghi hình tại phiên tòa, phiên họp. Theo quy định tại khoản 3, điều 141 luật mới, việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp. Riêng việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc và tuyên án hoặc công bố quyết định. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán phải được sự đồng ý của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, phiên họp. Trường hợp ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp thì phải được sự đồng ý của họ và thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, phiên họp. Trước đó, Tòa án Nhân dân tối cao từng đề xuất hạn chế cả việc ghi âm và ghi hình tại phiên tòa chỉ được thực hiện trong phần khai mạc và tuyên án. Đề xuất này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tác nghiệp của báo chí, khó đảm bảo sự chính xác của thông tin truyền tải đến bạn đọc. Trong báo cáo gửi Quốc hội trước khi bấm nút thông qua luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết việc ghi âm ghi hình tại phiên tòa phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa, phiên họp và hoạt động thông tin theo quy định của pháp luật. Quá trình diễn ra phiên tòa, phiên họp, nhiều thông tin chứng cứ được công bố nhưng chưa được kiểm chứng, nhất là thông tin về đời tư cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh. Các thông tin chứng cứ này cần được hội đồng xét xử xem xét kết luận trong bản án quyết định. Trong trường hợp cần thiết để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, tòa án tiến hành ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp, việc sử dụng, cung cấp kết quả ghi âm, ghi hình của tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật và giao chánh án Tòa án Nhân dân tối cao quy định chi tiết.